xin. Chào, giơ tay chào. Con giới thiệu đi, con tên gì? Con mấy tuổi? 2 tuổi. Đâu 2 tuổi đâu? Giơ đăng quang. Trời ơi, thấp xuống không thấy, giơ thấp xuống. Đúng rồi, 2 tuổi rồi. Giờ con giới thiệu con có những con gì nè. Giới thiệu lại đi. Cầm lên, giới thiệu con nào, cầm lên con đó. Em ngồi đúng rồi. Con sâu, rồi đến con gì nữa? Con heo đâu, cầm lên. Đúng rồi, con gì nữa? Con hải cẩu. À, con hải cẩu rồi, con gì nữa? Con voi. Rồi, bây giờ con cho các bạn biểu diễn đi. Dạ. Con vặn cho các bạn biểu diễn đi. Chị xin đi giúp em. Thôi, không có khóc. Chị xin đi giúp em. Để em tự vặn cũng được. Rồi, chị xin đi vặn con nào cũng được. Bác sĩ cho chị xin đi vặn một con nha. Rồi nó xí vặn đi. Vặn cho con sâu đi đi. Bác sĩ ngồi giữa vô tủ mẹ mới thấy được. Quay qua đây, quay qua mẹ nè. Ngồi giữa vô. Rồi bây giờ con vặn con heo đi. Bác sĩ, con sâu nó đi nè. À, con sâu nó bò. Bác sĩ để cho con sâu nó bò nào. Bác sĩ. Để nó sờ lên chân bé nè. Nó bò lên chân bác sĩ kìa. À. Chỗ đây. Nó bò lên chân bác sĩ kìa. Nó bò lên chân bác sĩ kìa. Không, nó chỉ lại gần Roxy thôi. Ồ, nó chỉ lại gần Roxy thôi hả? Rồi, bây giờ Roxy cho con voi biểu diễn đi. Voi đâu? Rồi, Roxy cho voi biểu diễn đi, con lên. Sau bò rồi, giờ Roxy cho voi biểu diễn đi. Nè Roxy. Rồi đó, voi biểu diễn nè. Wow, con voi dễ thương quá. Em đang quá. Không được đánh con voi, con voi đâu. Chứ con voi biểu diễn dễ thương quá. Trời ơi, Roxy làm voi nhã rồi. Roxy kỳ cục quá. Đang đồng. Hết rồi. Voi biểu diễn xong rồi. Con heo nó múa nha. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi vô tủ đi. Ừ. Bác sĩ ngồi thôi, sát vô tường, ngồi sát vô. Thôi, em ngồi vô chỗ bên. Này, chị dạy con heo nha. Cho con heo biểu diễn nha. Múa. Ồ, con heo múa thật là dễ thương. Con heo thật là dễ thương. Chị xin đi cho heo múa nhiều nhiều lên nha. Đi, đi ra đây ngồi. Taxi ra kia. Thì heo mới biểu diễn được. Đi, đi đây. Mấy con nó biểu diễn rồi, bây giờ đến phiên con hải cẩu nha. Dễ thương quá. Nó cũng chứ đăng đó. Bạn biểu diễn xong rồi kìa Taxi. Con thôi bạn đi. Rửa tay đi. Muốn coi gì nữa? À, con voi. Voi biểu diễn nha. Con voi có trái bánh. Ừ, con voi có trái bánh. Trời ơi, sao đá nó? Nó khi không có đá bạn voi. Ngồi lại đừng quay. Đá, đá, đá bần.
xong rồi, biểu diễn xong rồi kìa. Bạn biểu diễn xong rồi kìa đó xem. Giơ tay đi. Cho con heo nó nhảy nha. Con heo nó nhảy nhiều lên. Con heo nó đạp vỡ. Kệ nó đi sao. Nó lắc cái đầu dễ thương quá. Ủa hết rồi sao heo biểu diễn ít vậy? Chị xin đi làm cho heo biểu diễn nhiều lên. Nè nó xin heo kìa, nó lắc cái đầu rồi. Nó lắc cái đầu rồi đó xin. Nó đang chào Roxy kìa, Roxy chào nó đi. Chào đi. Chào heo. Chào heo. Rồi con còn gì nữa, nhé. Cho sâu bò nha, cho sâu bò dưới chân Roxy nha. Không, cho sâu bò nó lại gần Roxy. À, cho con sâu lại bò lại gần Roxy nha. Bò lại gần con heo nha. Roxy nha. Chúng con heo à. Nó bò. Con đẩy nó ra ngoài, con cho nó bò ra ngoài. Nó đi tiếp vậy. Đó. Nó đi đến chỗ bạn heo nè. Nó đi qua bạn heo rồi. Nó đi. Nó đi đến chỗ rất là rộng. Không không. Bây giờ mình cho biểu diễn từng con nha. Hai đầu tiên là con voi. À, trời ơi, tim à. Rồi, chị biết của Roxy rồi. Thôi, để con này biểu diễn trước đi. Bỏ con này ra cho con này biểu diễn nè. Để cho bạn voi biểu diễn. Rồi lại văng bạn do, văng bạn do chỗ khác. Nghe đi biểu diễn mà. Hay quá, bạn do diễn hay quá. Roxy vỗ tay đi. Bạn biểu diễn xong thì phải vỗ tay chứ. Rồi giờ Roxy muốn bạn nào biểu diễn tiếp nè. Voi xong rồi đến con gì nữa? Voi xong rồi đến con gì? Đưa cho chị đi, chị làm cho nó biểu diễn. Ba chị làm cho. À con này hả? Trời ơi, nó lừa tôi. Không, để con hãy cậu biểu diễn cái đã. Từ từ. Nè, cái bàn nè. Cái bàn. Để lên. Để cho nó nằm xuống. Trời. Quay. Tự nó làm đi con cơ. Rồi, bạn ngại cậu diễn số 1 giữa tay. Xong, bây giờ đến phiên bạn sau quá. Bạn heo đi. À, bạn heo hả? Xin đi làm lại đi con, quay bạn heo ra đây. Á lát nguyên cái đầu á, khi lắc lên. Hay quá. Hết rồi, bộ bạn heo biểu diễn nhanh vậy. Xong rồi. Giỡ tay, mẹ heo mẹ hay quá, giỡ tay đi. Rồi cho sâu bò vô người Roxy đi. Không, cho sâu bò đi ra chỗ mẹ. Cho sâu bò với bạn heo nha. Không, cho sâu bò đi ra chỗ mẹ. Ok. Cho sâu bò ra chỗ mẹ. Xin đi cho bò ngang nha con. Cho nó bò ra chỗ mẹ. Sao Roxy chạy mất tiêu rồi? Roxy ra ngồi với bạn sau đi. Chạy lên.
Rồi, sau hết bò rồi. Rồi, xong rồi. Rồi, bác sĩ ra bạn đi. Ra giữa, ra giúp bạn đi. Bác sĩ ra bạn đi. Nó chơi lên. Với bạn đi, lại lên. Nó chơi với bạn đi. Ra đi.